Chào các bạn, cận thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video trợ dạng bài đọc hiểu 5 câu. Ở phần đầu của video này, cô và các bạn sẽ cùng phần đọc phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn để xem chủ đề văn là gì. Nếu có là when it comes to marriage, nghĩa là khi mà bàn tới hôn nhân, đúng không ạ? Thì cái thời gian là không giống nhau cho tất cả mọi người. Chứ mặc dù xã hội thường làm sao chúng ta có cái cụm là put pressure on somebody, nghĩa là gì? Gây áp lực lên mỗi cá nhân là phải kết hôn và lập gia đình sớm. Nhưng mà theo thời gian thì mọi người sẽ có rất là nhiều những lý do để mà kết hôn muộn hơn. Nhờ vậy thì bài này của chúng ta sẽ thuộc cái chủ đề, đó là chủ đề về marriage, chủ đề về hôn nhân, đúng không ạ? Và người ta đang bàn luận về cái thời điểm kết hôn nhá. Sau khi chúng ta đọc thoáng qua cái phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn, mình xác định được chủ đề lớn của đoạn văn rồi, thì em sẽ đi đến trả lời từng câu hỏi. Thông qua cái việc mà trả lời từng câu hỏi thì chúng ta sẽ thấy là để trả lời được câu hỏi thì em sẽ phải căn cứ bằng cái phần thông tin trong đoạn văn, tức là chúng ta sẽ phải xác định thông tin trong bài, đọc thông tin trong bài để lấy thông tin trả lời câu hỏi. Vì thông qua cái việc chúng ta trả lời câu hỏi đấy, chúng ta đọc thông tin trong bài đấy, chúng ta sẽ hiểu nội dung của bài. Với cái câu số 1, người ta hỏi là đoạn văn chủ yếu thảo luận về cái gì? Vậy đây sẽ là dạng câu hỏi về tiêu đề của đoạn văn, dạng câu hỏi về ý tưởng chính của đoạn văn, đúng không ạ? Người ta hỏi là ý nào sau đây làm tiêu đề cho đoạn văn này là thích hợp nhất? Chờ, cô có ý A là hôn nhân có thể được hoãn lại nhờ. Rồi tiếp này cô sẽ có ý B sao đây ạ? Ý B của cô là cuộc sống hạnh phúc hơn sau hôn nhân nhờ. Ý B của cô là cuộc sống hạnh phúc hơn sau hôn nhân. Thế còn ý C thì sao ạ? Chờ, ý C của cô là kết hôn sớm. Nhờ, ý C của cô dịch là kết hôn sớm có phải là một điều tồi tệ? Chờ, và ý D của cô là lựa chọn cái thời điểm tốt nhất. Vậy thì với cái dạng câu hỏi về tiêu đề này thì theo cô, nhờ, các bạn nên để cái câu này xuống cuối. Nhờ, khi mà em đọc, em trả lời tất cả những câu hỏi khác thì em hiểu được nội dung toàn bài rồi. Nhờ, thì em sẽ trả lời được cái câu hỏi này tốt hơn. Nhờ, vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua cái câu số 1 này. Bây giờ em sẽ làm cho cô câu số 2. Với câu số 2, người ta hỏi em cái từ they ở trong đoạn văn số 1 này ám chỉ cái gì? Chờ, vậy đây sẽ là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ. Với cái dạng câu hỏi kiểu này thì em chỉ cần đọc cho cô cái phần thông tin ở phía trước cái từ đây này là em có thể trả lời được rồi. Nhớ vậy đi, em thấy như cô giỏi. Ở trong đoạn văn của chúng ta thì từ đây nó ở đây, đúng không? Em đọc cho cô cái phần thông tin ở phía trước nó để xem là cái từ đây này nhớ, ám chỉ về cái gì nhé. Nhờ thì cô sẽ có như sau. Chờ, chúng ta sẽ đọc cho cô là also cũng như vậy, đúng không ạ? Also gì là ngoài ra chứ, đúng không ạ? The fact là thực tế rằng là rất là nhiều bạn trẻ bắt đầu sống một mình. Chờ, ở cái lúc mà vẫn còn rất là trẻ. Chờ, at an early age. Vậy dịch là ngoài ra thực tế là nhiều người trẻ bắt đầu sống một mình ngay khi còn rất là trẻ, khiến cho họ phát triển được cái mức độ độc lập rất là cao. Và vì thế mà họ không thấy cần thiết là phải gắn bó với một đối tượng nào cả. Trở về thì suy ra đây họ ở đây là gì? Là những bạn trẻ. Đó là cô dịch lại nhé. Ngoài ra thực tế là rất là nhiều bạn trẻ bắt đầu sống một mình từ lúc tuổi đời vẫn còn rất là trẻ, khiến cho họ phát triển một cái mức độ tự lập rất là cao. Kết quả là họ không thấy rằng cần thiết phải gắn bó với một đối tượng. Vậy họ ở đây chính là gì? Những bạn trẻ. Vậy thì với cái câu số 2 này, họ ở đây không phải là sự độc lập, đúng không ạ? Họ ở đây không phải là education, giáo dục. Chứ họ ở đây cũng không phải là gì ạ? Giới tính. Nhờ, mà họ ở đây chính là những bạn trẻ. Vậy thì với câu số 2 rất là dễ, cô chọn được câu đấy là ý B. Chứ sau câu số 2 chuyển sang câu số 3. Với câu số 3, đây là dạng câu hỏi về từ vựng nhá. Với cái dạng câu hỏi từ vựng thì người ta có hỏi em cái từ, đó là từ, người ta hỏi em cái từ run ở trong đoạn văn số 2 này gần nghĩa với từ gì nhá. Vậy thì đây là dạng câu hỏi về từ vựng thì em nhớ là người ta hỏi em cái từ đó ở trong đoạn văn số 2 có nghĩa là gì.
Chứ người ta không hỏi em cái từ đó có nghĩa là gì. Vậy có nghĩa là em sẽ phải dùng ngữ cảnh của cái phần thông tin trong đoạn văn số 2 này để đoán nghĩa của cái từ đó nhá. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án. Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau này. Rồi cứ có là a lot of people, rất là nhiều người nhá. Rất là nhiều người ở độ tuổi đôi mươi nhá. Vẫn chưa stable, cứ có từ stable nghĩa là gì? Ổn định về mặt tài chính để mà có thể làm sao đây? Để mà có thể run a home nhá, để mà có thể lo toan cho tổ ấm và hoàn thành trách nhiệm nhá. Nhờ hoàn thành trách nhiệm có liên quan tới cái việc lập gia đình nhá. Dịch là rất là nhiều người ở độ tuổi đôi mươi vẫn chưa ổn định về mặt tài chính đủ để mà có thể lo toan cho gia đình nhá, và hoàn thành trách nhiệm nhá, trách nhiệm mà liên quan tới cái việc lập gia đình nhá. Vậy thì từ đó cô sẽ ra cái từ run của chúng ta, nó có nghĩa là lo toan, đúng không ạ? Vậy thì với cái câu này cô sẽ không, nhờ với như vậy thì cô sẽ không chọn đáp án đấy. Yeah, được. Yeah, cô với từ sau, với từ race nghĩa là gì? Nhờ cô có từ race nghĩa là chạy đua, vậy cô sẽ không chọn. Trời, cô cũng sẽ không chọn ý C được. Tại sao cô lại không chọn ý C? Nhờ ý C với cái động từ sau, với động từ move nghĩa là di chuyển, nhờ cô không chọn. Rồi tiếp này cô sẽ còn ý B hoặc là ý D. Thì ý D của cô với cái động từ sau, với động từ control nghĩa là kiểm soát, nhờ cô không chọn. Vậy thì cô sẽ chọn được ý B nhá. Ý B của cô với từ manage nghĩa là quản lý, nghĩa là quán xuyến, nghĩa là lo toan. Xong câu số 3 chuyển sang câu số 4. Nhờ với cái câu số 4 chú ý đọc kỹ cho cô câu hỏi. Chờ câu hỏi của bài với cái dạng câu hỏi là, với dạng câu hỏi according to, dạng câu hỏi đọc dòng, đúng không ạ? Theo như đoạn văn này thì những người phụ nữ trẻ làm sao? Vậy em sẽ phải tìm cho cô ở trong bài nhờ có chỗ nào người ta đề cập tới những người phụ nữ trẻ tuổi nhờ. Thì em sẽ thấy cho cô như sau. Chờ cô sẽ thấy ở trong cái phần đoạn văn này của chúng ta này, nhờ cô sẽ thấy đây, ở đoạn văn này cô có đề cập tới women, phụ nữ, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ túm tới cái phần thông tin chỗ đó để cô đọc nhờ. Thì cô sẽ thấy như sau này, căn cứ bằng từ sau. Women in particular, sorry, women in particular. Chúng ta có cái cụm từ là in particular nghĩa là gì? Đặc biệt là nhá. Đây là cụ thể là, vậy cô dịch như sau này. Nó dịch là phụ nữ nói riêng, đúng không ạ? Thì không còn cảm thấy cảm thấy thôi thúc phải kết hôn sớm nữa, nhớ phải kết hôn nhanh nữa. Nhớ dịch là phụ nữ nói riêng không còn cảm thấy thôi thúc phải kết hôn nhanh nữa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ như sau này, theo như đoạn văn này thì phụ nữ trẻ bây giờ làm sao? Chờ ý ở cô là, ý ở cô dịch là, nhợ dịch là được tiếp cận một cách dễ dàng với tất cả những cái mức độ học tập hơn là trước đây nhớ. Chờ chúng ta sẽ có như sau này. Nhờ ý ở cô dịch là theo như đoạn văn này thì phụ nữ trẻ bây giờ, đúng không ạ, dễ dàng tiếp cận được với tất cả những cái cấp độ học tập nhá, hơn là trước đây nhá. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này. Nếu đọc đoạn văn đấy thì mình sẽ không thấy được là ý của mình không phù hợp, đúng không ạ? Đấy nhá. Những người phụ nữ trẻ tuổi thì làm sao dễ dàng tiếp cận được với mọi mức độ về mọi cái cấp độ về học tập nhá, hơn trước đây không phải? Chợ tiếp này cô sẽ có ý B với từ used to. Chợ used to believe, thường tin rằng họ cần phải kết hôn nhanh chóng với một ai đó. Chợ đã từng tin rằng, với cấu trúc là used to có một người dạng diễn tả một thói quen trong quá khứ mà. Và dịch là đã từng tin rằng họ phải cưới ai đó một cách nhanh chóng. Vì cô sẽ thấy như sau, trước đây thì phụ nữ tin rằng là họ phải lấy ai đó một cách nhanh chóng. Nhưng mà bây giờ thì họ không còn cảm thấy cái thôi thúc cái việc là phải kết hôn nhanh nữa, đúng không ạ? Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án của chúng ta là ý B. Thì suy ra được là theo đoạn văn này thì những người phụ nữ trẻ tuổi thì đã từng tin rằng là họ phải cưới ai đó một cách nhanh chóng. Ý C là sao đây? Ý C của cô là tin rằng hôn nhân sẽ, đúng không ạ, làm ảnh hưởng tới cái vấn đề độc lập tài chính của họ. Thế có ý đề cô là giỏi trong cái việc tìm kiếm cái cơ hội, đúng không ạ, hơn là đàn ông. Vậy thì với câu số 4 cô chọn được ý B. Nhờ xong câu số 4 chuyển sang câu số 5. Với cái câu số 5 thì cô có như sau này, dịch là cái câu nào dưới đây là không đúng theo đoạn văn này. Chợ với cái dạng câu hỏi kiểu này ấy, thì chúng ta chắc chắn là sẽ có ba cái phần thông tin này. Nhờ sẽ có ba cái phần thông tin này, nó sẽ đúng theo cái nội dung ở trong đoạn văn
và chị sẽ có một cái phần thông tin không đúng. Nhỡ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xác định từng phương án một xét với cái phần thông tin trong bài nhé. Chờ chúng ta sẽ bắt đầu với anh ý A này. Nhỡ ý A của chúng ta như nào đây ạ? Ý A của cô là gì cả? Sống chung với nhau trước hôn nhân được coi là chấp nhận được trong cái xã hội hiện đại này. Nhờ vậy xem cho cô xem này, ở trong đoạn văn của chúng ta có chỗ nào người ta đề cập đến cái việc là sống chung trong hôn nhân lại chấp nhận được hay không? Rồi thì cô sẽ thấy như sau này. Cô sẽ thấy ở cái chỗ này trong đoạn văn này cô có túm thấy cái chữ là tựa live together. Nhờ cô sẽ thấy ở phần thông tin đó và cô đọc được đó nhé. Dịch là ngày nay rất là nhiều cặp đôi thích sống chung trước khi kết hôn. Nhờ, nó sẽ cung cấp cho họ cái cơ hội để mà trải nghiệm cuộc sống hôn nhân mà không có bất cứ cái sự ràng buộc cam kết nào cả, đúng không ạ? Đấy nhá, và điều đấy đặc biệt là có thể xảy ra trong một xã hội hiện đại. Nhá, điều đấy đặc biệt là có thể nhá, vì xã hội hiện đại bây giờ chấp nhận cái kiểu đó ở nhá. Vậy từ đó chúng ta sẽ thấy được là ý A của cô đúng nhá, nên cô sẽ không chọn. Cho ý B của cô là hầu hết mọi người chọn không kết hôn bởi vì hôn nhân rất là tốn kém. Chợ hầu hết mọi người lựa chọn không kết hôn bởi vì đám cưới rất là tốn kém. Chợ thích còn ý C của cô là rất là nhiều các bạn trẻ không kiếm đủ tiền để mà support, để mà hỗ trợ, để mà lo toan cho một đám cưới. Để nhớ xem cho cô ấy rồi. Rất là nhiều bạn trẻ không kiếm đủ tiền để lo toan cho một đám cưới. Vậy em sẽ xem cho cô xem là có cái phần thông tin nào của chúng ta có đề cập tới cái ý đó không. Nhờ thì cô sẽ có như sau này. Dạ, chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần thông tin này, đây rồi. Dạ, cô sẽ thấy phần thông tin này đó là ở đoạn văn số 2 này. Ở đoạn văn số 2 thì người ta có bảo như rồi, đó là ổn định tài chính cũng là một yếu tố. Rất là nhiều người ở độ tuổi đôi mươi vẫn chưa ổn định về tài chính để mà lo toan cho một gia đình. Đúng không ạ? Để lo toan cho một gia đình ấy, để hoàn thành trách nhiệm có liên quan tới cái việc lập gia đình. Nhớ xét cho cùng nhá. Chợ cái việc tổ chức một đám cưới thôi cũng hoàn toàn là một cái sự nỗ lực, đúng không? Xét cho cùng thì tổ chức một đám cưới đơn giản cơ thôi cũng đã là một cái nỗ lực khá là tốn kém rồi, chú ý cô này, đúng không? Rút cuộc là tổ chức một đám cưới đơn giản thôi cũng đã là một cái sự nỗ lực rất là tốn kém rồi. Vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là rất là nhiều những cái bạn bạn trẻ bây giờ ấy không kiếm đủ tiền để lo toan cho một đám cưới. Vậy thì ý C của chúng ta đúng. Nhờ, tiếp này cô sẽ có ý D thì sao? Chờ ý D, chúng ta sẽ xem cho cô xem là ý D có đúng không? Nghĩa cô sẽ có như sau. Với cái từ đó là từ moment, nghĩa là thời điểm. Nhờ, cái thời điểm thuận lợi để mà kết hôn thì không giống nhau đối với tất cả mọi người. Thì cái câu đấy là ngay cái câu đầu tiên của bài của chúng ta sẽ có như sau. Khi mà bàn tới cái vấn đề về kết hôn đấy thì cái thời điểm là không giống nhau đối với tất cả mọi người. Vậy thì ý D của chúng ta đúng rồi. Vậy bằng phương pháp loại trừ thì cô sẽ chọn được ý B. Ý B thì ở trong bài thì người ta có đề cập tới cái việc đó là người ta có đề cập tới cái việc là đám cưới thì rất là tốn kém, nên là các bạn trẻ lựa chọn là lùi cái việc kết hôn lại, kết hôn muộn đi, chứ không nó không nói rằng là hỡi các bạn trẻ chọn không kết hôn bởi vì đám cưới tốn kém. Đây là ý B của chúng ta không đúng theo thông tin trong bài. Bây giờ em sẽ quay lại cho cô với câu số 1. Vậy đoạn văn chủ yếu thảo luận về cái gì? Ý A của cô đó là hôn nhân có thể bị hoãn lại. Thế còn ý B của cô là cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân. Đoạn văn này của chúng ta đang đề cập tới cái vấn đề là người ta trì hoãn hôn nhân. Tức là người ta hoãn 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 cưới lại, tức là người ta cưới muộn đi, chứ không phải là đề cập đến cái vấn đề là cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân, nên ý B của cô không phải rồi, đúng không ạ? Ý C của cô là kết hôn sớm có phải là một điều tồi tệ. Ý C của cô là kết hôn sớm có phải là một điều tồi tệ, với ý C không phải rồi, đúng không? Ý D của cô là lựa chọn thời điểm tốt nhất. Nhựa cái ý D của cô nó cũng không phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Nhựa ý D của cô nó không phù hợp với cái nội dung của bài này. Nội dung bài này của chúng ta có đề cập tới cái việc là lựa chọn cái thời điểm kết hôn của mỗi người là không giống nhau. Nhưng mà cả bài này người ta đề cập tới cái vấn đề là các bạn trẻ bây giờ trì hoãn cái việc kết hôn vì một số lý do. Đó. Nên là với câu số 1 cô sẽ chọn đáp án cô là ý A. Nhưng ý A là hôn nhân có thể được trì hoãn lại. Vậy thì với câu số 1 cô chọn được ý A em nhé.